Chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Hôm nay lên sóng để xét vang số gửi đi Long An, gửi một con X10. Nhu cầu của anh khách là những cái sản bác mà dùng làm kéo kéo này thì rất thích X10, và em cũng định hướng cho các bác là những cái sản phẩm X10 bao giờ cũng là con ổn định nhất. Dòng X10 thì thường thường những thương hiệu lớn của châu Âu như 5S hoặc là Mango của Nhật. Mango là thương hiệu của Nhật nhưng sản xuất đặt trụ sở tại Đài Loan, và những thương hiệu lớn của châu Âu như DJK. Ok chưa? Và con này thì em về được 20 con nhưng mới dọn tạm được 5 con thôi để xuất hàng cho các bác. Và mở ra thì nó đẹp, xuất sắc, đẹp như mới luôn. Màn hình còn trong veo. Đấy, màn hình còn trong veo như này. Và thiết kế của X10 nó thiết kế như một con cốt số, có thể mu te các cổng đây này. Đấy, bấm đỏ nó mu te đây này. Đấy, căn chỉnh rất là tiện. Và con này chạy chip 21375 analog device ở Mỹ, chip to. Và riêng X10 thì tại sao nó bền? Vì khối nguồn đã tối ưu lại 6 sò thì X10 chỉ còn có 3 sò, và tối ưu lại cái hệ thống khối nguồn nên chạy nó không sinh nhiệt đây này, keo còn trong veo các này. Đấy, ok chưa? Quạt đời này cũng chạy rất là êm. Và con X10 thì đặc trưng của nó này có tận 2 cổng súp. Em mở ra cho các bác xem. Có tận 2 cổng súp đây. Đấy, con này thương hiệu DJK, còn nguyên tem hết như mới luôn. Đây, 2 cổng súp, 1 súp 2. Và X10 thì chạy rất là ổn định. Đấy, nguồn xuống thấp nó vẫn chịu được, đó là con bền nhất của dòng họ nhà X bản thường. Và X10 ấy, là tụ của nó sử dụng này, các bác nhìn những dòng tụ đấy chưa, đa phần là tụ này tụ của Nhật hết nhé, tụ này là tụ của Nhật này, nên con này độ ổn định rất cao. Lớp quét tần chống hú là tốt, giống như X12, lớp quét tần hai lớp dày nên chống hú rất là tốt. Đấy, các bác nghe thử tiếng test nhé. Các bác mua thì là con này em sẽ bán cho các bác là 2.9 triệu, đẹp xuất sắc, và bảo hành cho các bác là 3 tháng. Đây này, các bác để ý này, mới như mới luôn, 2019. Các mua thì em sẽ cài đặt sẵn cho các bác là chế 3 chế độ, 4 chế độ. Và các bác có thể nhu cầu thêm. Chế độ 1 là eco ngắn. 5, 6, 7, 1, 2. Chế độ 2 là eco dài. 5, 6. Chế độ 3 là revert. 1, 2. Chế độ 3 là chế độ revert, nhưng revert là để hát chứ, nên là nó vẫn có phải độn eco vào. Nhưng mà cái đuôi eco nó ngắn thì là các bác nghe hát lên thì nó sẽ không cảm nhận được tiếng echo, nhưng mic nó rất là nhẹ. Chế độ 4 là nghe nhạc, ok chưa? Và con này thì các bác mua thì em sẽ cài đặt sẵn các bác chế độ này, tặng khiển dây tắc đầy đủ 2.9 triệu nhé. Và những con này thì các bác cam kết các bác là hay. Đấy, em bán rất là nhiều rồi, và thường săn những hàng sản phẩm chất lượng để về các bác phù hợp với túi tiền, phù hợp với công việc. Đấy, con này đánh sự kiện cực kỳ tốt, súp rất là đầy và nực. Và con này chuyên thiết kế cho những cái hãng lớn, chẳng hạn như Mango, rồi là DB của Đức, B và D của Đức, 5S đó. Đây là những thương hiệu lớn. Đấy, các bác nghe thử đoạn cano kem hát nhé, hát thử này. Đấy, quay đây. Bác nghe thử là chế độ em hát là chế độ mấy đây? Chế độ 2 đi. Đi. 5 6. Về chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cánh trăng quê tôi, anh thương mình vẫn đến trường vẫn ôm đàn dây các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa khơi, bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm cho hôm nay những gót chân son vây quanh dấu chân tròn. Đấy, ok. Các bác xem video thấy hay thì đăng ký kênh và like bài cho em nhé. Con này thì em chỉ có 20 con thôi, nhưng hiện tại em dọn trước được 5 con. Toàn bộ là sản xuất năm 2019. Đấy. Đấy, xin chào các bác ở những video tiếp theo.